xin quý vị. Và chúng tôi có người đầu tiên là anh Trịnh Văn Chương. Xin anh Lộc chụp hình sẵn sàng. Xin Trương đứng đây và anh Lộc cho cái hình liền đi. Sau khi xong rồi anh Trương chịu khó đứng về phía bên kia. Anh Trương có biệt hiệu là? Trương Còn. Trương Còn. Rồi người thứ hai là anh Nguyễn Thành Nam. Cái tên của anh Nam thì chúng ta đã biết rồi, là ông Đào Dược. Người kế là anh Bùi Hữu Phước. Biệt hiệu là gì chắc quý vị cũng biết rồi. Người tiếp là anh Mai Phúc An. Người kế tiếp là chị Hứa Thị Năm. Anh Am xin lỗi, tôi cũng không nhớ là cái biệt danh là gì nữa ha. APM, cái tên này dễ nhớ và mà hiền quá không? Dạ, là chị Hứa Thị Năm, dạ, chắc là không có tên gì rồi. Người kế tiếp là anh Trương Hữu Độ. Biệt danh là anh Do. Người kế tiếp là chị Nguyễn Mỹ Lan. Kế tiếp là anh Võ Minh Nghĩa. Và cái người kế tiếp, người này tôi không biết là ai, anh Lê Văn Thu. Anh Thu Phong có nhiều tên lắm, là Thu Phong và có khi là Thu Phong Nhĩ. Thu Phong Nhĩ là lấy các bình đặt ra thực hàm thôi chứ không có thể. Người kế tiếp là một người đẹp của lớp, chị Hà Thị Trước Nga. Người kế tiếp là một người rất là dễ thương và hiền lành. Chúng ta có anh Ngô Minh Đức.